Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử nhân dân, tháng Vê Sắc năm 2024 đã trở về với niềm hân hoan của toàn nhân loại đón mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh. Sự xuất hiện của Ngài như bình minh chiếu soi, vượt thắng ánh sáng chư thiên khắp các cõi. Lòng từ bi vô lượng của Ngài đem lại sự mát dịu, giải tỏa những oi bức, nhiệt não của thế gian. Hướng về sự kiện Đức Phật đản sinh, hòa trong thời khắc đặc biệt linh thiêng này, thực hiện theo thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 15 tháng 4 năm Giáp Thìn, tức ngày 22 tháng 5 năm 2024, đúng 4 giờ sáng, tất cả các chùa, cơ sở từ viện trong cả nước cử 3 hồi chuông trống bát nhã rước Đức Phật đản sinh. Hôm nay, chùa Ba Vàng cử chuông trống bát nhã, tụng kinh mừng khánh đản, kỷ niệm đản sinh cao quý của Đức Thế Tôn. Giờ này, xin thỉnh toàn thể đại chúng đồng khởi thân, chắp tay trang nghiêm, hướng tâm theo chư tăng cử chuông trống bát nhã, kính mừng Đức Phật đản sinh. Thank you.
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi u tối mọi loài nghe, siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử, giác ngộ tâm tư một hướng về. Kính thưa quý Phật tử nhân dân, vừa rồi chúng ta đã được hướng tâm theo chư tăng cử ba hồi chuông trống bát nhã kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu quốc thái dân an. Giờ này xin kính mời quý vị cùng bước vào thời khóa tụng kinh để tri ân ca tụng sự kiện trọng đại Đức Thích Ca ra đời. Phần đài thành tâm kinh lễ, thỉnh mười phương tam thế chứng minh. Chúng con phát nguyện tu hành dưỡng ý chí tầm cầu giải thoát. Tâm giác ngộ tỏa hương ngào ngàn, dâng cúng dường chư Phật Thế Tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tăng Đại Chứng Minh.
chúng con nương oai lưng Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo hành nguyện của các ngài quang giáng nơi pháp hội, chứng minh và gia hộ cho chúng con. Cùng nương oai lực của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bạch thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư tiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy quỷ thần, vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ, tinh tân hộ trì nương oai lực Phật vân tập về nơi pháp hội hôm nay, theo lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Kính bạch Đức Thế Tôn, ngày Thế Tôn đản sinh, mười phương thế giới chấn động, muôn hoa đua nở khoe rằng chư thiên trong mười ngàn thế giới thảy đều hoan ca vui mừng. Khắp nơi nơi mọi người đều ngập tràn niềm vui hoan hỷ. Sự xuất hiện của Ngài mang đến lợi ích và hạnh phúc cho nhân thiên muôn loài. Hôm nay ngày 15 tháng 4 năm Giáp Thìn, hướng về ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn giáng trần hóa độ chúng sinh, toàn thể tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng thực hiện theo thông bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức tuần tụng kinh kính mừng Phật đản để cảm niệm tri ân tới sự kiện đản sinh cao quý của Đức Phật và nguyện cầu quốc thái dân an thế giới hòa bình. Chúng con chi thành tha thiện đốt nén tâm hương cung đôi phần đài chiêm ngưỡng báo tương Đức Phật sơ sinh, kinh lạy tôn tượng kim thân Đức Từ Phụ, tán thán thâm ân cảm niệm công đức bậc thầy ba cõi. Nương oai lực Tam Bảo, chúng con xin kính thỉnh chư Phạm Thiên Đế Thích, Từ Thiên Vương chúng Thiên Long Ban Bồ Hộ Pháp Thần Vương hết thảy thiên thần, đồng quang giáng đàn tràng gia hộ cho khóa lễ được viên mãn công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồng chánh đẳng chánh giác ơi, bồng tôi thường ý vương ơi, xuân hiện nơi cõi đời ơi, chân na tường vi nghĩa
Bye.
Chúng quỳ gối để tụng sám kỷ niệm. Để từ Phương ta
phục nguyện. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hà Thị Hiện Đản Sinh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tác Đại Chứng Minh Tam Bảo Chứng Minh Oai Thần Hộ Niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Tiện Thần Thủy Từ ủng hộ. Hôm nay kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn Đản Sinh, Tăng Ni Phật Tử Chùa Ba Vàng chúng con tụng kinh tán dương công đức của Ngài. Đây là lòng tri ân của hết thảy chúng con đối với ân đức cao vời của Đức Từ Phụ Thích Ca. Chúng con nguyện đem công đức tu tập của Tăng Ni Phật Tử Chùa Ba Vàng, công đức kính mừng Phật Đàn của tất cả chúng con hôm nay, hồi hướng cho Phật Pháp được trường tồn ở thế gian, Bậc Thánh sớm xuất hiện nơi đời cứu độ chúng sinh, đem ánh sáng chính Pháp lan tỏa khắp muôn nơi, mọi người ứng dụng Phật Pháp đều được an lành, hạnh phúc. Chúng con lại nguyện hồi hướng cho đất nước được thái bình phát triển, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân dân ấm no, cuộc sống an lạc, thế giới hòa bình, dứt bỏ đao binh. Hồi hướng cho tất cả thiện nam tín nữ, hồi hướng cho tất cả thiện nam tín nữ Phật tử nhân dân tham dự hoặc hướng tùy hỷ với buổi lễ hôm nay đều được phước lành tăng trưởng, tai ách tật bệnh tiêu trừ, oan khiên hóa giải, mạng vị bình an, gia đạo hưng long, các sự cắt tường chưa tai tiêu diệt. Chúng con lại nguyện cho hết thảy chư hộ pháp, chư thiên, chư thần bảo hộ đàn tràng, các chúng hữu duyên với chương trình hôm nay, nương phúc báu này mà sớm được pháp của Phật, luôn tinh tấn Bồ Đề cầu đạo vô thượng, bảo hộ cho hết thảy chúng sinh biết bỏ ác làm lành, tu theo chính đạo. Phổ nguyện nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức, giúp nước an dân, người vật chung hưởng. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, âm siêu dương thới, pháp giới chúng sinh, tình giữ vô tình, đồng trọn thành Phật Đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đừng có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh, thầy đều thể nhầm vô sinh nhân, nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thân sáng ngời, nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này ở chán dài mười phương khắp tất cả. Kính tạ
Từ quý ơi tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thầy không ngại. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chương trình cử chuông trống bát nhã tụng kinh kính mừng Đức Phật đản sinh đến đây đã kết thúc viên mãn. Chúng con một lòng thành kính cảm niệm và tri ân ơn đức trên chư tôn đức tăng ni đã quang lâm tác lễ. Giờ này chúng con xin thành kính cung tiễn chư tôn đức tăng ni hồi quy. Thỉnh toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung tiễn quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử nhân dân, xin tùy hỷ quý Phật tử đã tham gia chương trình hôm nay. Kính chúc quý vị tâm Bồ Đề ngày càng kiên cố, luôn an vui, hạnh phúc dưới ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật và mong rằng Đức Phật sẽ luôn đản sinh trong tâm của mỗi mỗi chúng ta. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.